học sinh lớp mẫu giáo 5-6 tuổi. Tôi rất vinh dự được thay mặt cho 563 học sinh trường mầm non Phương Anh và 148 các bạn học sinh khối A nói lên những cảm xúc của mình. Kính thưa các thầy cô, chúng con là những mầm non của gia đình, là tương lai của xã hội, được bàn tay ấm áp của các cô nâng niu chăm sóc cho chúng con từng bữa ăn giấc ngủ, dạy cho chúng con những nét chữ đầu tiên. Hay chúng con không nhớ có đủ kiến thức để vững vàng bước vào lớp 1. Chia tay các cô, tạm biệt mái trường mầm non Phương Anh thân yêu, nơi đã chấp cánh cho những ước mơ của chúng con bay cao, bay xa. Trong giờ phút chia tay đời hồi xúc động, chúng con không biết nói gì hơn hết. Con xin được thay mặt cho 560 bạn học sinh trường mầm non Phương Anh, con xin được thay mặt cho 560 bạn học sinh kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, vui tươi và công tác tốt. Kính thưa các thầy cô giáo, ngày mai đây chúng con vào lớp 1. Xa các cô, xa mái trường mầm non Phương Anh thân yêu, nhưng chúng con không thể nào quên được công ơn của các thầy cô đã nuôi dạy chúng con. Từ ngày mới vào trường, chúng con có khóc nhiều, bỡ ngỡ. Đây chúng con mới chuẩn bị vào lớp 1. Chúng con xin hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi để đạt được nhiều thành tích xuất sắc, để xứng đáng là những học sinh yêu tú và là những bông hoa bé ngoan của trường mầm non Phương Anh. Một lần nữa, con xin được cảm ơn các thầy cô, kính chúc quý phụ huynh mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn luôn chăm ngoan, học giỏi. Các bạn cố lên khi ra trường, hãy luôn nhớ về mái trường mầm non Phương Anh của chúng mình nhé. Sau đây, xin mời bà Á Phương phát biểu bằng tiếng Anh nào. My name is Ladies and Gentlemen, teachers and friends, we are in the 20th atmosphere of the school connection day, the International Children's Day, and the graduation day. 5th year of this connection. Today I am extremely happy and honored to stand here and speak on behalf of 560 students at Poland Kindergarten and 148 students in Poland Kindergarten. We want to say thank you to our respectable teachers who helped us and took care of us for a long time. We wish all of you, our teachers and parents, happiness and health. We hope all our students in the domestic we remember our lovely kindergarten plan. Goodbye! Bằng tiếng Anh và tiếng Việt thật là hay và ý nghĩa. Bây giờ cô Phương thay mặt các cô ở trong nhà trường và các bạn